Hai người bạn nhỏ nào thích lấy quà đâu giơ tay lên. Rồi rồi. Anh chơi với em nhiều quá vậy hả? Rồi bây giờ anh nhanh chân thì sẽ được quà nha. Bây giờ chúng sẽ đếm từ 1 tới 10 và các bạn sẽ chạy lên đây xếp hàng ngay ngắn trật tự để lấy quà nghe. Ủa chưa đếm cái bạn. Em sợ. Trời ơi. 1 2 3 xin mời. Lên đây này. 4 5 6 7 8 9 lên đây bạn trai áo vàng lên đây con. Lên đây chú tặng quà cho. Nó chặt lên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi, xếp hàng vô nha. Các bạn vô. Rồi, xếp lên đây luôn. Rồi, để chúng ta xem. Lên đi con, lên luôn đi. Con gái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bạn gái, 10, 11 bạn gái, bạn trai được mấy bạn? Trời ơi, bạn trai được có 4 bạn, 5 bạn. Trời ơi, sao mà con trai ít quá vậy? Rồi, xếp hàng vô nha. Rồi, bây giờ đứng đây chú thưởng cho, đứng đây là chú thưởng quà cho nhé. Ngoan, ngoan nè, rồi đứng với bạn nha. Giỏi lắm, rồi yeah, chúc cái cờ yeah, yeah. Yeah, yeah. Rồi, bây giờ bạn nhỏ đứng lên trên nha. Bạn nhỏ này đứng lên trên đây. Rồi, bạn nhỏ này đứng lên trên đây. Rồi. Rồi, lớn là đứng dưới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem chúng ta có bao nhiêu bạn nhỏ nha. Con biết đếm không? Đầu tiên là số mấy? Số mấy? Số đầu tiên là số mọ? Số mọ. Mọ? Mọ. Rồi, con số mấy? Số mấy. Số tiếp theo? Số 2. Hỏi. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Ồ, nó là chú thích hờ. Rồi, chú thưởng quà cho 6 bạn nhỏ này con. Rồi, mỗi bạn sẽ được một phần quà. Rồi, bây giờ chú sẽ hỏi các bạn này ha. Theo bạn, con gái với con trai ai giỏi hơn? Con trai. Con trai với con trai giỏi hơn. Con gái với con trai ai giỏi hơn? Con gái. Con gái với con trai ai giỏi hơn? Con gái. Con trai. Rồi, bây giờ chú sẽ có một cuộc thi trí tuệ. Mỗi đội sẽ có 5 người lần lượt đấu với nhau, đội nào ghi nhiều điểm nhất đội đó thắng. Nè, bây giờ chú sẽ có 3 nhân vật kia cho các con chọn nha. Nhân vật thứ nhất là con trai thì sẽ làm ông già, còn con gái thì sẽ làm bà lão. Nha, ông già bà lão là như thế này nè, 1, 2, 3. Già quá rồi đúng. Nào bây giờ các con làm ông già bà lão thử cho chú coi. 1, 2, 3. Ôi đúng rồi, dễ thương quá. Mấy ông già đâu? 1, 2, 3, các ông già xuất hiện. 2, 3. Đáng yêu quá. Rồi, nhân vật thứ hai. Nhân vật thứ hai là bác thợ săn nha. Thợ săn là sao? Thợ săn là hai tay các bạn làm như khẩu súng vậy nè. Nhảy lên bắn một cái đung. Đúng rồi, 2, 3, đung. Đó, giỏi quá. Rồi, nhân vật thứ ba là con cọp. Biết con cọp không? Con cọp là vậy nè, 1, 2, 3. Đó. Rồi ba nhân vật nha. Các con thích nhân vật nào thì các con sẽ ra nhân vật đó nha. Bây giờ chú sẽ nói cho các con biết. Nếu như con cọp mà gặp bà già thì con cọp thắng, thì con cọp ăn thịt được bà già ông lão nha. Con cọp mà gặp bác thợ săn là con cọp thua, vì bác thợ săn bắn chết con cọp ha. Mà bác thợ săn mà bắn nhầm bà già hoặc là ông lão thì bác thợ săn thua, vì giết nhầm người cho nên ở tù. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ bạn trai đầu tiên là đâu chưa? Đây, bên này bạn lớn là ta. Bạn lớn là ta đầu tiên. Rồi, xoay lưng lại nha. Sau đó ví dụ như giờ thử nha. Chú nói, quanh tuần đi ra cái gì, ra cái này, cái từ bên này. Nhảy qua cái con ra. Trong ba cái nhân vật mà con thích. Nha, mà già, ở xăng hoặc ông lão. À, mà già, ở xăng hoặc con cọp. Thích nhân vật thì con ra nhân vật đó, hiểu chưa? Rồi, chuẩn bị thử nha. Ờ, cái này là thử đầu tiên nha. Chuẩn bị, quay lưng lại. Chuẩn bị, qua đây nè. Thôi con đi, con đi lên đường, con lên đường bạn. Rồi, con đã rồi, con lên đường bạn. Rồi, chuẩn bị nha. Quanh tuần thì ra cái gì, ra cái này. Đúng rồi, đó, như vậy là bạn gái thắng. Bởi vì bạn gái là bạn hiểu chưa, rồi cái đó nãy nhá. Bây giờ bắt đầu thi thiệt nha. Bắt đầu thi thiệt nha. Chuẩn bị, nào, chuẩn bị. Quanh tuần thì ra cái gì, ra cái này. Trời ơi, con cọp rồi, là bạn này ông được săn lòng bắn chết con cọp rồi. Thì số 1 không tuần về các bạn trai. Rồi bạn khác bước lên, bạn nào? Bạn này. Rồi bạn trai nào bước lên là con này. Ôi sao bố mà gần năm tay đàng hoàng nha. Chuẩn bị nha. Quăng tù thì ra cái gì, ra cái này. Ô, bây giờ tỷ số 1 đều. Rồi bạn nào? Rồi bạn. Bên này bạn gái nào xuống đâu?
con, tới phiên con rồi đó. Rồi, chuẩn bị nha. Quanh tù lì ra cái gì, ra cái này. Con ra cái gì vậy? Ông già. Đó ông già, bạn này ra lợi xăng, bạn thua rồi. Và bắn chồng ông già, tỷ số 2-1 ông về các bạn trai. Tiếp tục mời con gái lên đây. Và con lên đây. Rồi, rồi mời con chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Quanh tù lì ra cái gì, ra cái này. Con thỏ. Bắn hả? Thỏ ra. Thì bên này con thỏ, bên này thợ săn ai thắng? Dạ. À con trai thắng. Yeah. 3-1. Rồi tới con rồi, người cuối cùng rồi, con phải chơi. Có sao đâu, cứ chơi thì không sợ hết á. Cứ quay lại ra với bạn mình thôi. Yeah, yeah, vui lòng. Yeah. Tự tin lên rồi, ai chưa thi? Ôi ôi, chưa thi có tiền còn á. Chuẩn bị nha. Quanh tù tì ra cái gì, ra cái này. Rồi, hai người bắn nhau lần là chết què. Rồi, cách thức cuộc thi con trai giành chiến thắng. Rồi, trao quà cho hai đội. Đội con trai xin tặng nhiều hơn. Tiếng hát của hai bé Khánh Minh và Tuấn Kiệt với một ca khúc rất dễ thương, bài hát Em Bé Quê. Xin mời quý vị và các bé cùng thưởng thức. Chúng ta cùng dành cho bé Khánh Minh và bé Tuấn Kiệt một tràng pháo tay thật to ạ. Tên giỡn quá. Ở số máy thì có.